Ơi, chào cả nhà đây, nhìn thấy ổ bánh mì chưa? Bánh mì rất là bự luôn. Nhóc nhà mình là mê bánh mì lắm. Timmy, can you show the bread? Can you show it up, up? Stand it up. Hello, welcome to my bakery. And what is your name? Timmy. Timmy, and what do you do? I'm selling this bread. Do you like bread? Yes. Con thích ăn bánh mì không? Dạ có. Dạ có. Bánh mì ngon. Trời ơi, nó ôm nó gặm luôn rồi. Chào cả nhà. Hôm nay ở bên này thì đang là thứ sáu, cho nên là em sẽ làm bánh mì cho gia đình để cuối tuần mình có bánh mì mình ăn. Thì như đã hứa thì em sẽ quay cái video này lại để hướng dẫn cái cách. Nó là hướng dẫn thì cũng không đúng, nó là chia sẻ đi cho nó hợp lý. Em sẽ chia sẻ với cả nhà cái cách mình làm bánh mì của gia đình em. Thì em làm cũng khá là đơn giản và theo thói quen, cho nên là ít khi nào không có đong đo đếm cho nó kỹ lưỡng hết. Thì hôm nay mình hướng dẫn với cả nhà thì mình sẽ làm cái mình sẵn mình đo luôn ha, để cho mình biết nó dễ hơn. Rồi trước tiên á thì em sẽ làm vậy. Men ở đây em có men này là men men bánh mì. Men này thì thường vì em mua thì em biết là em làm bánh mì thường xuyên nên em biết là cái men này nó còn sống, cho nên thường thì em sẽ trộn chung với bột để mình làm luôn, khỏi lượt mất cái khâu gọi là dậy men. Nhưng mà ở đây thì sẵn em làm thì em làm luôn cái bước này để cho chia sẻ với cả nhà cái cách để mình thử men á, để xem coi men nó còn sống hay không, có còn xài được hay không. Thì trong cái chén này em có một cái chén nước khoảng chừng 1/4 cup nước, nước lạnh thôi, không có gì đặc biệt trong đó hết. Thì em sẽ đổ vô đây một muỗng, 2 muỗng cà phê men. Rồi bây giờ em sẽ rắc vô đây khoảng 1 muỗng cà phê đường, đường trắng, đường cát trắng bình thường thôi, tại vì men nó ăn đường, cho nên mình để đường vô đây để cho mình dậy men nó nhanh hơn. Rồi đó, rồi mình trộn lên cho men với đường nó tan, với nó hòa quyện với lại nước nó tan ra. Thì mình để ở đây khoảng chừng 15 phút thì cái men này khi mà nó thấm á, nó thấm nước, nó bắt đầu nó ăn đường rồi nó dậy thì nó sẽ nổi bọt phồng lên. Khoảng chừng 15 phút là nó sẽ phồng bọt lên liền, mình sẽ thấy ngay lúc đó. Rồi mình để đây ha, để yên đây 15 phút sau mình sẽ thấy. Còn đối với 2 muỗng men này thì em sẽ xài ở đây là 3 cup bột. Bột này là bột mì đa dụng, ở bên này gọi là all purpose flour. Thì ở đây là 3 cup đầy, em cũng không có đo gọi là vạt đồ cho nó chính xác đâu, đơn giản là 3 cup, hoặc là nếu mà làm 2 cup rưỡi cũng không sao hết, em làm 3 cup. Thì cái bột này ở thị trường thì nó sẽ có hai loại, thứ nhất là bột all purpose flour là bột mì đa dụng, hoặc là bột chuyên làm bánh mì gọi là bread flour. Thì em xài cái bột mì đa dụng là tại vì ở nhà thường có làm bánh nữa chứ không, làm bánh những cái loại bánh nướng khác, ví dụ như là cupcake hoặc là bánh bông lan đồ này nọ, thì em có thể sử dụng luôn cái bột này để em làm, cho nên là em mua cái loại bột này. Còn nếu mà nhà nào mà muốn làm bánh mì chuyên về bánh mì không thôi á, thì mình mua cái bột mì gọi là bread flour dành riêng để làm bánh mì thôi. Thì cái bột mì đó nó sẽ có độ gluten cao hơn. Em chưa xài cái đó bao giờ nên chưa không có phân biệt được cái sự khác biệt, nhưng mà em xài cái loại bột mì đa dụng thì thấy nó cũng khá là ổn, cho nên là em xài cái này. Còn nếu mà nhà nào mà thích thích ăn bánh mì mà gọi là nguyên cám á, thì mình sẽ mua bột mì nguyên cám ha, whole wheat, ở bên này gọi là whole wheat flour. Thì cái đó thì nó nhiều chất dinh dưỡng hơn và cái bột nó không có sử dụng cái hóa chất tẩy để cho nó làm trắng này nọ, thì mình sẽ lại xài cái đó. Nhưng mà cái bánh mì đó thường ăn nó hơi sạm, nó sạm hơn là cái bánh mì bột mì đa dụng này nè. Cả nhà thấy không, bây giờ mình đưa lên này, nó bắt đầu nó dậy rồi nè, đó cái men này nó bắt đầu nó dậy rồi nè,
Đó, cả nhà thấy không? Men nó dậy rồi. Nó bắt đầu nó nổi bong bóng nè. Cả nhà không biết có thấy rõ không ta? Nó nổi bong bóng nè. Đó. Rồi, nó bắt đầu nó xì bọt lên nè. Một hồi một chút xíu nữa nó sẽ còn phồng lên nữa. Rồi, bây giờ em sẽ pha vô trong cái bột này, 3 cup bột này. Khoảng một nhúm muối. Đây, khoảng nửa muỗng cà phê muối. Rồi. Nếu như mà cả nhà mà làm bột mì với lại bột men nở mà làm khô á, trộn chung với lại bột mình đánh luôn, mình không có dậy cái men kiểu này á, thì mình không kích men kiểu này á, thì khi bỏ muối vô, cả nhà nhớ là mình sẽ phải trộn cái bột lên. Nhớ là trộn cái bột lên nha. Để cho cái muối á, nó tan đều, nó hòa đều trong cái bột, nó không có bị động lại một cục. Rồi khi mình đổ men vô á, nếu mà cái men mà nó tiếp xúc trực tiếp với muối là cái men nó chết, nó sẽ làm hư bột của mình ha. Nên là cái này là một cái tiểu tiết nhỏ nhưng mà rất là quan trọng. Rồi để như vậy. Rồi một chút xíu nữa, khoảng chừng 10 phút sau khi mà cái men nó dậy rồi thì em sẽ quay lại để cùng cả nhà mình đánh bột ha. Rồi bây giờ sau khi mà dậy men xong, mình đã kích men xong khoảng chừng có chưa tới 10 phút nè, cả nhà nhìn thấy không? Cái chén men của mình hồi nãy bây giờ nó phồng lên to vậy nè, nó nổi bọt lên, nó phồng lên to như vậy nè. Như vậy chứng tỏ là cái men này rất là tốt, cái men này còn sống và đủ chất lượng để mình làm. Đây là trong cái trường hợp mà nhà nào mà mình có men mà mình để lâu quá, mình không biết là men còn xài được hay không á, thì đây là cái cách để mình biết là cái men nó còn xài được hay không đó cả nhà. Mình sẽ kích men trước. Rồi bây giờ em sẽ cho men vô cái bột này. Hồi nãy là em nói là cái ô này là có 3 cup bột ha cả nhà ha. Trong cái chén hồi nãy mình kích men á, mình có để một chút xíu nước, khoảng 1/4 cup. Thì bây giờ để em đông nha, tại vì bình thường em không có đông, em không biết. Thì bây giờ em đông. Đây là 1 cup nước. Nước này nó ấm ấm nha cả nhà. Nước lạnh cũng được không sao, nhưng mà em để nước ấm á, thì men nó sẽ dậy tốt hơn. 1 cup. Em cho trước là 1 cup rưỡi ha. Em để vô đây 1 cup rưỡi. Rồi bây giờ mình trộn đều lên. Cái này là em làm cái công thức đơn giản nhất, là mình chỉ có men, bột, muối vậy thôi, chứ không có một cái thành phần nào khác. Còn nếu như mà cả nhà muốn chế biến á, thì mình có thể là mình sẽ cho thêm vào đây bơ hoặc là trứng. Thường thì nhóc nhà em á, là do là nó cũng hơi kén ăn, cho nên là đôi khi em làm bánh mì, tại vì nó rất là thích ăn bánh mì, cho nên là để cho có chất á, thì em sẽ cho thêm trứng vào trong cái bột bánh mì này để cho nó có chất dinh dưỡng. Thì nếu mà mình cho trứng á, thì mình sẽ cân bằng lại cái dung dịch lỏng mình để vô. Đây là 1 cup rưỡi mà nó vẫn còn khô ha cả nhà ha. Thì bây giờ em sẽ để thêm 1/2 cup nữa. Em để trước 1/2. Phân nửa của 1/2 cup em để vô ha cả nhà ha. Để em coi nếu mà nó còn khô thì em mới bỏ thêm. Nhớ là bánh mì á, thì mình làm á, đôi khi là do cái quen mắt á, mình nhìn cái bột với lại cái tay mình khi mình nhồi á, thì mình sẽ cảm nhận được cái độ ẩm trong cái bột như thế nào, thì mình quen thì mình biết. Tại vì lần đầu tiên mà làm, hồi đó em làm lần đầu tiên cũng vậy, em theo cái công thức ở trên mạng, thì cái bột của mình nó khô lắm và ra cái ổ bánh mì rất là khô. Đó là cái tình trạng mà nhiều người làm lần đầu hỏi tại sao mà làm bánh mì hồi mới nướng trong lò xong ra thì ăn còn được, còn để một chút thì nó khô, trời chó chết. Thì cái đó là do thiếu chất lỏng. Đây nó vẫn còn khô ha cả nhà ha. Em để hết vô. Rồi như vậy là em đổ thêm đủ nửa cup nữa đó nha cả nhà nha. Rồi em nghĩ là như vậy là vừa nè. Đó,
Thì khi cái bột nó em trộn đều như thế này nó vừa rồi thì em sẽ đem ra cái máy em đánh, em nhồi lại, nhồi cái bột bánh mì cho nó có độ dẻo lại. Nếu mà nhà nào mà không có cái máy đánh á, không có cái máy nhồi bột á, thì mình có thể nhồi bằng tay như thế này. Mình nhồi bằng tay cho đến khi mà cái bột nó bắt đầu nó ráo và nó mịn lại á, xong mình đem đi ủ. Mình ủ thì khi nào mà cái bột nó phồng lên gấp đôi cái kích cỡ thì mình sẽ nhồi lại lần nữa, nhồi sơ thôi. Cả nhà không cần phải nhồi quá kỹ nha. Tại vì cái đó là có nhiều nhà họ có một cái cách khác nữa đó, thì người ta sẽ để vô trong cái lò nướng của mình á, người ta bật đèn, người ta để qua đêm thì cái bột nó tự động nó dậy luôn, nó kéo sợi nó dậy luôn, không có nhồi một chút gì hết. Người ta chỉ dùng cái cây trộn này nè, người ta trộn như vậy giống như em vậy nè, xong rồi đút vô cái lò bật đèn để nó giữ cái độ ấm, thì qua đêm là cái bột nó dậy. Nhưng nếu mà để qua đêm như vậy á thì cái lượng men sẽ ít đi. Hồi nãy em cho là 2 muỗng men, thì nếu mà làm mà ủ qua đêm theo cách em vừa nói á, thì chỉ cần có nửa muỗng cà phê men thôi nha cả nhà. Nếu mà để 2 muỗng men mà để ủ qua đêm á, sáng ra nó sẽ rất là nồng mùi rượu, tại vì cái thời gian ủ quá lâu và cái bột nó sẽ bắt đầu nó chảy nhão ra chứ nó không có phồng lên giống như tại vì cái thời lượng mình ủ lâu quá. Rồi bây giờ em sẽ đem qua để em xài cái máy em đánh ha. Đây, bây giờ em đã để vào cái máy nhồi bột và em đang đánh bột. Mình dùng cái lưỡi móc câu để mình đánh cái bột ha cả nhà ha. Thì ở đây cái tốc độ của cái máy nè, em để ở số 2 thôi ha. Còn cho nó đánh từ từ như vậy. Thì khi mà nó đánh khoảng chừng 5 phút thì mình sẽ dần mình tăng tốc lên. Mình tăng tốc lên khoảng số 4 hoặc số 6, nhưng maximum là các chị là để ở số 6 thôi nha cả nhà nha. Đừng để quá cao, tại vì nếu mà mình để cao quá đó, do cái bột nó có cái độ lutein nó kéo lại đó, thì nó đánh rất là mạnh, nó dễ băng văng cái máy mình đó. Đối với bột bánh mì ví dụ như trứng hoặc là bột làm bánh, những cái loại bánh nướng khác á, thì nó không có sức nặng, nó không có độ dai, cho nên là mình đánh nó vận tốc cao ở mức tối đa được. Nhưng đối với bánh mì cao nhất là đánh số 6 nha cả nhà nha. Rồi đây cả nhà, bây giờ thì hồi nãy giờ em đánh cái bột này em cho nó đánh khoảng được chừng 10 phút rồi đó. Thì cả nhà thấy là cái bột nó bắt đầu nó ráo lại và nó bắt đầu nó kéo sợi rồi đó. Nó kéo sợi thành ra là ở xung quanh cái vành âu á, nó đã láng được một chút rồi đó. Đó, thì bây giờ sau khi đánh được khoảng 10 phút, em đánh ở cái vận tốc số 4 này cả nhà thấy không? Đó, em đánh ở vận tốc số 4. Thì bây giờ em sẽ tắt máy. Đây. Đó cả nhà thấy nó kéo sợi tròn rồi nè. Mình đưa tay mình rờ vô, mình thấy cái bột nó cũng có cái độ ẩm và có cái độ nhão, nó cũng còn dính tay nè. Đó, thì bây giờ mình để ở đây, mình lấy cái khăn mình đậy lại cho nó giữ cái bột không có bị khô. Mình đậy lại, mình để cho bột nghỉ lần đầu tiên. Thì mình để bột nghỉ khoảng chừng 10 phút. Thì sau 10 phút mình sẽ quay lại mình đánh lần nữa. 10 phút sau mình quay lại mình sẽ thấy cái bột nó nở hơn nhiều so với cái kích cỡ như thế này ha cả nhà ha. Bây giờ em sẽ lấy cái khăn em đậy lại. Đây, bây giờ là sau khi ủ bột lần thứ nhất được 10 phút, bây giờ mình thử mình lấy cái khăn ra coi bột nó nở như thế nào nha cả nhà nha. Ta-da! Đây, cả nhà thấy bột nó phồng lên không? Nó nở muốn đầy cái âu luôn rồi nè. Hồi nãy nó chỉ có một cục nhỏ xíu ở phía dưới thôi, bây giờ nó nổi lên như vậy. Thì bây giờ bột đã nổi lên như vậy rồi, mình sẽ bắt đầu mình nhồi thêm lần thứ hai ha. Bây giờ em sẽ bật máy lên ở cái chế độ nhỏ nhất trước là ở số 2. Đó. Đó, cả nhà thấy cái bột của mình nó đã kéo sợi và nó có cái những cái bọt khí ở bên trong rồi đó. Thì cái đó chứng tỏ là bột nó đã dậy và nó đã ăn men rất là tốt rồi. Bây giờ thì mình sẽ đánh lần thứ hai. Mình sẽ nhồi bột lần thứ hai, mình nhồi khoảng chừng 10 phút, xong rồi mình sẽ lấy ra mình tạo hình ha cả nhà ha. Đây cả nhà thấy không?
em đang nhồi nãy giờ cũng được 10 phút rồi đó. Thì cái vận tốc hiện tại là đang ở số 6 nè. Nè, cả nhà thấy cái máy nó đánh thấy ghê không? Đó, cho nên là nếu như mà cái máy này mà mình đánh một bánh mì mà nếu mà mình để ở cái vận tốc cao nhất ở maximum á thì nó đánh văng cái máy luôn á, thấy cái máy nó nhảy cả tưng không? Đó, có khi á nhiều người quên á thì cái máy này nó đánh mạnh quá thì nó lắc lư như vậy, nó lắc lư ra từ ra ngoài cái nó rớt luôn xuống dưới sàn luôn. Đó, cho nên là chính vì vậy cho nên là mình đánh bánh mì thì mình để ở vận tốc số 6 thôi là vừa. Thì bây giờ em sẽ tắt máy. Đó, cả nhà thấy cái bột nó dẻo lại rồi nè. Em sẽ tắt máy, em đem bột ra em tạo hình nha. Rồi, chào cả nhà nha. Rồi, bây giờ trước khi mà mình tạo hình bánh á thì em đã bật lò ở bên kia rồi, ở cái nhiệt độ là 420 độ F hoặc là 450 cũng được. Thì để nướng bánh mì cho giòn á thì em sẽ để cái cục bột bánh mì đó vô trong cái nồi này để mà nướng. Cái nồi này gọi là cast iron Dutch oven, là cái nồi thép gan. Thì bây giờ khi mà bật lò lên á, em sẽ để nguyên cái nồi này vô trong lò luôn để cho cái nồi này nó nóng. Khi cái lò nó đạt đủ cái nhiệt 420 rồi thì cái nồi này nó cũng nóng luôn, thì lúc đó mình sẽ để cục bột vô, cục bột bánh mì của mình vô. Bây giờ em để cái nồi vô lò ha. Rồi, ở đây em đã có một ít bột khô, bột áo để sẵn ở dưới này để cho bột nó không có bị dính. Thì với 3 cấp bột thì em có thể làm được 2 cái bánh mì lớn theo cái kiểu bánh mì Mỹ đó. Thành ra bây giờ em lấy ra khoảng chừng phân nửa thôi. Em lấy khoảng chừng thôi ha. Không có đong đo, không có cân gì hết luôn á. Đó, cỡ vậy là đủ rồi nè. Đây là quá bự rồi, bánh mì rất là bự luôn rồi. Đó, cả nhà làm bánh mì nhớ mua cái này nha. Cái miếng Meka này á, nó dẻo và mình cạo bánh mì rất là ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo hình. Cái bột bánh mì này do là mình làm cái độ ẩm rất là nhão. Thì khi mà mình làm nhão như vậy á, cái bánh mì nó nở lên rất là đẹp, nó nở phồng rất là đẹp luôn. Thành ra là nó sẽ hơi có độ dính một chút xíu, không sao hết. Cho nên là mình sẽ xài cái bột áo như vậy. Nếu mà làm bột bánh pizza đó, nó sẽ còn nhão hơn như vậy một chút xíu nữa. Đó, mình gói cái bánh mì vô như vậy nè. Đó, cả nhà thấy không? Rồi, lật nó lại, đơn giản. Đó, cả nhà thấy không? Cầm cái cục bột lên nó dẻo nhẹo như vậy nè. Đó, nó có cái độ chảy như vậy nữa nè. Đó, thì như vậy tức là mình có cái độ ẩm tốt thì cái bánh mì mình nở ra nó sẽ rất là sốt, nó không có bị khô. Khi mà cái bánh mì nó nguội lại nó không có bị khô nha cả nhà nha. Tại vì có nhiều chị làm xong rồi cái bánh mì nó là khi mà không biết tại sao mà khi mà cái bánh mì nó nguội rồi nó khô queo, nó cứng ngắc, nó khô khẹo, nó khô queo mà nó cứng ngắc nữa. Đó, rồi em sẽ làm cái bánh mì, tạo hình cái bánh mì dài như thế này. Cái bánh mì này sẽ cực kỳ bự nha cả nhà, không phải giống như cái bánh mì Việt Nam đâu, nó bự như cái ổ bánh mì Mỹ á. Rồi em sẽ dùng cái khuôn này là cái khuôn bánh nướng chuối, bánh chuối hoặc là những cái kiểu bánh mì khác, bánh mì sữa chẳng hạn. Thì em sẽ dùng cái này tại vì nó có cái bo bốn góc như thế này. Thì cái bột này do cái bột nó nhão thì khi cái bột này nó dậy lên á, mình có cái khuôn này thì nó sẽ không có bị xẹp xuống như vậy ha. Mình sẽ để cái này lên một cái miếng giấy nướng đó cả nhà, để một hồi mình nó nở xong rồi mình lấy từ trong khuôn ra rất là dễ, chứ nếu không thì nó sẽ bị xẹp đó. Rồi bây giờ mình để vô đây này, cả nhà thấy không? Đó, rồi bây giờ cái bánh mì nó cái cục bột bánh mì nó nằm ở đây như thế này. Rồi mình sẽ để như vậy, mình ủ, mình lấy cái khăn mình đậy lại cho nó giữ cái độ ẩm. Mình sẽ ủ trong khoảng chừng nửa tiếng. Thì trong cái thời gian nửa tiếng
ủ đó thì cái lò của mình nó cũng vừa đạt đủ nhiệt, và cái nồi hồi nãy mình để trong lò nó cũng đã nóng, thì lúc đó mình lấy ra và mình để cái bánh mì này vô ha. Rồi chào cả nhà, bây giờ thì bột của mình đã được ủ khoảng nửa tiếng rồi đó. Thì cả nhà thấy cái bột nó nở lên không? Nó nở dung rồi, nó nở dung đầy cái khuôn rồi. Bây giờ em sẽ lấy cái Kim sẽ lấy cái nồi nướng ra ha. Do là cái nồi nướng nó rất là nóng cho nên là em phải để lên trên cái bệ bếp ga. Em lấy cái bệ nấu bếp ga đó, em để đây. Rồi bây giờ em sẽ để qua một bên. Đó, cái nồi rất là nóng, cả nhà cẩn thận. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái bột này ra. Đó, cả nhà thấy không? Mình vì là mình để ở trong cái miếng giấy như thế này cho nên là khi lấy ra rất là dễ dàng. Đó, lấy ra như vậy thôi. Đó. Thấy cái cục bột nó to ghê chưa? Rất là to. Nó dài như vậy thôi, nhưng mà khi mà mình rạch á, cái lúc mà mình rạch cái đường xẻ đây nè, rồi mình để vào trong cái nồi, thì cái nồi là cái nồi tròn, cho nên khi nó ra cái thanh bánh thành phẩm nó sẽ rất là tròn. Rồi, đây là cái dụng cụ rạch nè. Nó chỉ là một cái lưỡi lam với lại một cái cây cố định cái lưỡi lam thôi. Đó, rất là tiện và rất là bén, vì nó là lưỡi lam cho nên nó mỏng và nó bén nên mình rạch rất là dễ. Bây giờ em rạch nha, không biết cả nhà có thấy không ha. Đây, mình rạch một đường dài vậy. Thì tùy, có người thì sẽ rạch như thế này, ba đường. Em thì chỉ cần rạch một đường vậy thôi. Đó, cho nó nhanh gọn lẹ. Đó, nhanh gọn lẹ. Rồi, bây giờ em sẽ mở cái nắp nồi ra. Yeah, cái nồi rất là nóng. Rồi bây giờ em sẽ xịt nước sơ lên đây, đặc biệt là vô ngay chỗ cái đường rạch nè. Đó, cho cái vỏ bánh khi nướng xong nó sẽ giòn. Rồi bây giờ em sẽ để vô trong cái nồi luôn. There you go, wow. Đây, cả nhà thấy không? Đó, cái nồi nó đang nóng nên là vừa để vô là cái bột nó bắt đầu nó nở liền rồi đó. Bây giờ em sẽ đậy nắp lại, bỏ trở ngược lại trong lò nha cả nhà nha. Mình sẽ nướng trong vòng 30 đến 35 phút. Đây, em sẽ để nồi này vô. Rồi, bây giờ bánh đã nướng. Nướng trong vòng 35 phút mình sẽ thấy cái thành quả của mình nha. Rồi bây giờ mình đã lấy cái sau 30 phút mình đã lấy cái nồi ra. Cái nồi này là cái nồi nướng bánh mì. Can be quiet. I'll talk to you later. Đây, cả nhà thấy bánh mì không? Đó, hấp dẫn chưa? Nó nở cái bánh mì gần bự bằng cái nồi luôn á. Bây giờ mình sẽ lấy cái bánh mì ra. Đó, có cái tờ giấy này mình lấy cái bánh ra rất là dễ. Nóng. Rồi, để cái anh này qua một bên. Rồi. Đó, cả nhà thấy ổ bánh mì hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Đó, hồi nãy nó là cái bánh mì dài nhưng mà nóng quá. Bây giờ là nó thành cái ổ bánh mì tròn rồi nè. Mà lấy ra như vậy á, cả nhà để ý nha, nó nổ. Vui tai lắm. Tại vì mình để ở trong cái nồi, cái lý do là mình nướng ở trong cái nồi thép gang đó thì cái bánh mì nó nở sẽ đẹp hơn, nó vàng hơn và cái vỏ nó giòn hơn. Lý do là cái nồi đó nó sẽ giữ được cái độ nóng ổn định, cái nhiệt ổn định, và nó có cái steam, cái hơi nước trong đó, nó giữ độ ẩm ở trong đó, thì cái vỏ nó rất là giòn, nó rất là giòn luôn. Đó, cả nhà thấy hấp dẫn vậy không? Thấy đã ghê chưa? Đó nè,
Rồi cái bánh mì ra như thế này rồi á, thì mình để cho nó nguội khoảng nửa tiếng nha cả nhà nha. Đừng có vội cắt liền nha. Tại vì nếu mà cắt liền á thì cái nhiệt độ của ổ bánh mì bây giờ còn rất nóng, và ở phía trong nó vẫn còn đang nướng ở bên trong, và cái ruột ở bên trong nó còn rất là mềm, rất là sốt. Thì khi mà mình để cái dao vô mình cắt bánh mì á thì nó sẽ bị dúng cái ruột ở bên trong, cho nên là mình để cho nó nguội bớt khoảng nửa tiếng là mình mới cắt ha. Giờ ổ bánh mì nó đã nguội rồi nè, mình sẽ cắt một miếng thử cho cả nhà xem nha. Nó nguội nhưng mà nó vẫn còn ấm ấm. Thằng nhóc của mình nó cạp hết một miếng ở đây rồi. Mình dùng cái dao rửa cưa nè cả nhà, cắt rất là dễ. Đây, cả nhà thấy không? Thấy cái miếng bánh mì không? Này, đó. Rất là sốt, để mình cắt một miếng nữa. Đó, ở ngoài rất là giòn, cắt nghe rất là giòn giòn rụm rụm luôn đó. Nhưng mà xem nè, cái ruột ở bên trong nè, sốt, mềm, cực kỳ ngon luôn. Cái này ha, mà mình trét bơ nè, hoặc là trét mứt nè, hoặc là chấm sữa, hoặc là mình buổi sáng ở bên đây á, thì mình thường là mình bỏ vô cái toaster, mình sẽ nướng lại cho nó giòn hai mặt, xong rồi mình ăn với trứng chiên ốp la. Hoặc là nhóc mình nó ăn không như vậy nó cũng thích lắm. Đó, rất là dễ làm đúng không cả nhà? Làm rất là dễ, và khi mà mình làm quen tay rồi mình có thể phân ra nhiều cái công thức khác nhau để mình bỏ thêm những cái thành phần khác tùy thích. Rồi chúc cả nhà ăn ngon miệng nhé. Chúc cả nhà thành công. Làm bánh này không khó đâu. Chào cả nhà nha.